Thơm ngon hảo hạng thì là tuyệt vời luôn. Chị Bunny xin chào tất cả các em. Các em ơi, nhìn thấy chị Bunny bày cái bộ BBQ với lại cái bộ nấu bếp ra là hôm nay các em biết chị Bunny sẽ nấu ăn rồi, có đúng không? Chị Bunny sẽ chuẩn bị đồ ăn để ngày mai đi picnic chung với lại các bạn nhỏ trong Wonderland. Cho nên là ngày hôm nay sẽ phải chuẩn bị sơ chế nấu nướng các loại. Đây nhá, là mình đi chợ, mình mua nhiều trái cây. Chị Bunny mua nhiều trái cây lắm. Rồi, bây giờ chị Bunny sẽ lấy một cái hộp. Mình sẽ để trái cây vào cái hộp như thế này. Nhưng mà những cái trái này á mình phải cắt ra. Chị Bunny sẽ cắt ra, chị Bunny bỏ vào hộp xong rồi bỏ vào tủ lạnh để cho nó mát mát. Cái mùa mà nóng á, các em ăn dưa hấu á, thì nó cũng rất là mát luôn. Nhưng mà mình hạn chế, mình đừng ăn nhiều quá là được. Tại vì ăn nhiều quá thì nó cũng sẽ nóng trong người. Đó là táo. Ây da. Thật ra các em biết không, hồi xưa chị Bunny đọc báo á, chị Bunny có thấy một cái tin ăn táo nhiều thì mình sẽ giảm cân. Nhưng mà hả, tất cả những cái gì mà ăn nhiều quá thì cũng sẽ không tốt, thì mình ăn vừa đủ thôi. Đây là quả lê. Quả lê cũng cung cấp nước nhiều lắm nè. Dâu, chị Bunny hay uống sinh tố dâu nè. Với lại hả, khi mà mình ăn dâu á là mình sẽ có vitamin A, cho nên là sáng mắt lắm luôn. Rồi, bây giờ mình mang lại tủ lạnh để cho nó mát mát một tí đây. Rồi, xong, chị Bunny mài dao cái ra nha. Chị Bunny thấy bố mình mài dao kịp cái thước luôn á. Chắc là đã bén lắm rồi. Bây giờ hả, chị Bunny sẽ dùng con dao này để làm những cái món ăn hải sản. Cua. Rửa trước đã. Rồi. Ra cua để như thế này thì mình sẽ không có ăn được. Mình phải cắt ra. Ây da. Các em thấy có thấy gạch ở bên trong không? Trời ơi, quá nhiều gạch luôn, thơm ngon. Nhưng mà cua thì mình nướng đi. Lật cua vậy nè, chị Bunny sẽ làm tôm lăn bột. Yeah. Thiên, thật là chị Bunny đã lăn sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ chiên thôi. Bây giờ mình sẽ lấy cái chảo nha. Ở đây, 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 đây. Đúng rồi. Đây là cái chảo. Để lên. Dầu đang được đổ ngập luôn rồi đó. Bật lửa lên. Chắc. Rồi. Tiếp tục. Sao có cảm giác mình giống như là một đầu bếp tài ba. Này các em cầm cái này lên được. Ây da, thấm dầu nha. Đây rồi, cái món cua nướng này là được rồi nè mấy em. Mình gấp ra thôi. Sẽ gấp ra. Yeah, thơm ngon hảo hạng thiệt chứ. Đây cũng vậy luôn. Hồi nhỏ chị Bunny thích chơi đầu hàng lắm, cho nên bây giờ chị Bunny có kinh nghiệm nấu ăn á. Đây 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 đây. Xong rồi. Tắt 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 tắt. Ok.
Rồi. Được rồi, được rồi. Chín rồi đó, mình tắt thôi. Món nào cũng thơm ngon hết. Xong rồi. Để cái chảo qua đây, lát hồi rửa. Rồi. Bây giờ để cho cái món này nó ráo dầu nè. Cái này nó nguội lại chút xíu mình mới bỏ vô trong cái hộp để mình đem đi được. Chị Vani sẽ làm một số cái món thức ăn nhanh đi. Tại vì ví dụ như là hot dog nè hay là pizza nè thì mình đều rất là tiện lợi để mang theo đúng không? Mà các em cũng thích lắm đó, đúng không? Đây rồi. Đây là xúc xích. Chị Vani sẽ nướng lên cho nó nóng. Đây là món hot đó mà kẹp xúc xích á. Nhưng mà chị Vani nghĩ là Tintin sẽ rất là thích ăn thêm mấy cái xúc xích, cho nên là chị Vani sẽ lấy thêm trong tủ lạnh. Đây 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 đây. Mình nướng luôn. Trong cái lúc mà họ đang nướng hot đó với lại xúc xích như thế này thì chị Vani sẽ hâm lại cái món pizza của chị Vani. Chàng chàng, chị Vani mua pizza nè. Nhưng mà pizza này to quá cho nên là chắc là mình chị em mình phải cắt ra thôi. Ây da. Ây da. Đó. Mình sẽ nướng từng cái trước nha, hâm bằng lò vi sóng nè. Ping, 1 phút 30 giây. Để cho cái hot dog này nó nóng lên một tí xíu nữa thì mới ngon. Đó. Tiếng. Xong rồi, đổi thôi. Trong lúc này chị Vani sẽ làm hamburger. Đây rồi, để qua một bên. Thực ra hamburger là mình sẽ phải có salad nè, thịt bò nè, với lại ít sốt. Nhưng mà sốt này thì chị Vani thấy chưa đủ, chị Vani phải bỏ thêm. Đẩy một phần nữa lại. Ngon chưa? Để trong đây. Ôi, hamburger đã xong. Miếng pizza cuối cùng. Khói bốc lên cao, khói bốc lên cao. Lấy cái miếng hot dog này ra trước. Tí nữa thôi là cháy khét luôn rồi đó. Nó hơi nóng cho nên chị Vani không có dùng tay được. Mình phải dùng một cái xiển hay là một cái muỗng hay cái gì để cố định lại. Ây da. Rồi. Thơm quá. Như vậy là đủ rồi. Đây, chị Vani sẽ khoe với các em. Đây là các cái món mà chị Vani sẽ đem cho cái buổi picnic sắp tới. Ôi, lát hồi mình còn phải rửa một đống chén dĩa nữa nè. Trời ơi, nhiều đồ quá. Cả trái cây nữa. Thơm ngon hảo hạng, thiệt là tuyệt vời luôn. Chưa. Chị Vani có chuẩn bị nước ngọt nữa nè. Đó. Bao nhiêu đây đồ ăn thôi là chị Vani thấy đã đủ cho thế giới Wonderland của chị với lại các bạn nhỏ trong thế giới Wonderland rồi. Bây giờ nha thì chị Vani sẽ gọi điện thoại cho các bạn đó để các bạn đó chuẩn bị tới đâu rồi. Rồi xong chị em tụi chị sẽ đi picnic. Bye bye các em.